Dạ, mến chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn và nhà vườn chị Hương Đoàn nha. Hôm nay quay trở lại giao lưu phở hoa với Mỹ dáng to đẹp khủng luôn nha bà con. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn ạ. Em chào chị. Dạ, em xin chào cô chú anh chị. Hôm nay là em mới trở về lại kênh anh Liên Nguyễn nha cô chú anh chị. Hổm giờ mất tích một thời gian. Hôm nay thì em giao lưu với cô chú anh chị mình cây phôi giấy Mỹ nha cô chú. Cây phôi giấy Mỹ, cây này to nè, cây này mã số 1 ạ. Mã số 1 thì cây này nó có vành cổ là 42. Sổ đế của cây này là 65 ạ. Cây mã số 1 của cây to bự lực em giao lưu là 1 triệu 6 bao ship nha cô chú. Mã số 1 là 1 triệu 6 ạ. Cây này là bao đặt luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây mã số 2. Cây mã số 2 là cây một rễ, cây này dễ thương lắm nha cô chú. Cây này thì có vành cổ là 24, sổ đế là 55. Mã số 2 em giao lưu là 240 ngàn, rất là dễ mua nha cô chú anh chị. Lâu lâu trở về chi ăn với cô chú anh chị mình luôn. 240 ngàn. Tiếp theo em lên cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 thì cây này có vành cổ là 18, sổ đế là 45, cây một rễ mini bonsai 120 bao ship, cây này là tập ghép ok nè cô chú. 120. Tiếp theo em lên cây mã số 4. Cây mã số 4 cây này dáng quái nha cô chú anh chị, dáng quái mà phôi bự nữa. Mã số 4 có vành cổ là 33. Sổ đế của cây này là 55. Cây này bao đẹp luôn nha cô chú anh chị, cây này củ đẹp mà tai tán đều rất là đẹp luôn. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình một cây dáng quái to là 1 triệu mốt bao ship ạ. 1 triệu mốt bao ship cho cô chú anh chị nào thích dáng quái ủng hộ em ạ. Tiếp theo em lên cây mã số 5. Cây mã số 5 là một con quái mini ạ. Cây này thì có vành cổ là 18, sổ đế là 60. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 150 ạ. 150 bao ship nha cô chú. Tiếp theo em lên mã số 6. Mã số 6 thì cây này nó có vành cổ là 36, sổ đế là 58. Cây này cũng là cây phôi to lực luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhìn quan sát kỹ, cây này dáng đứng, phôi đặc luôn. Cây này thì em giao lưu là 750 bao ship ạ. 750 bao ship cho mã số 6 ạ. Tiếp theo em lên cây mã số 7 là một cây quái, mà cây này nó già cũ rồi nha cô chú anh chị. Nước da của nó là già. Mã số 7 có vành cổ là 23, sổ đế của cây này là 46. Em giao lưu là 250 bao ship. 250 bao ship ạ. Tiếp theo em lên mã số 8 là một cây tập ghép nhỏ dễ thương nha cô chú. Cây này có vành cổ 16, sổ đế là 45. Cây này em giao lưu là 101 ạ. 101 là bao ship luôn cô chú anh chị. Tiếp theo em lên một cây phôi to ạ. Cây này thì nó có mã số 9, vành cổ là 36, sổ đế của cây này là 57. Cây này là cây phôi lực lắm nha cô chú anh chị. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 850 ạ. 850 bao ship nha cô chú. Cây mã số 9. Tiếp theo em lên mã số 10. Mã số 10 thì cây này nó có vành cổ là 23, sổ đế là 60. Cây này một cây quái cô chú anh chị ơi, cây này thì em giao lưu là 260 ngàn ạ. 260 bao ship. Tiếp em lên cây mã số 11 rồi cô chú anh chị. Mã số 11 là cây này là cây cây phôi bự lực luôn rồi cô chú. Có vành cổ là 40 ạ. Vành cổ to rồi cô chú anh chị. Sổ đế là 55. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 ạ. 700 bao ship mà cô chú anh chị, mã số 11 là 700. Con này là đặc lực lắm cô chú anh chị, cây này là rep bonsai là bao đẹp á. Tiếp em lên cây mã số 12. Mã số 12 thì cây này cũng là cây quái luôn, tập ghép. Có vành cổ là 17, sổ đế là 45. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 120 ạ. 120 bao ship mà cô chú. Tiếp em lên mã số 13. Mã số 13, cây này là ghép cũng đẹp lắm nè. Có vành cổ là 31, sổ đế là 48. Cây này là dáng hình con thú nha cô chú anh chị. Mã số 13 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 750, hình một con thú bonsai. 750 bao ship ạ. Tiếp em lên mã số 14. Mã số 14 là một cây tập rep nhỏ ạ. Vành cổ là 15, sổ đế là 50. Cây này là cây một rễ, em giao lưu là 130 bao ship nha cô chú anh chị. Một rễ uốn éo luôn, 130 ạ. Rồi tiếp theo em lên con này quá trời to luôn cô chú anh chị ơi, to lực luôn. Con này nó già dữ lắm luôn rồi cô chú quan sát kỹ thấy cái bộ da của nó là sần sùi ha. Mã số 10, 15 có vành cổ là 40,
Sổ đế là, sổ đế cây này là 65. Cây mã số 15 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu tư bao xếp cô chú ơi, 1 triệu 40 ngàn. Ủa 400, nói hồi bị lộn, 1 triệu 400 rồi cô chú. 1 triệu 40 thành ra là 1 triệu 040 ngàn rồi. Mã số 15 là 1 triệu 400 ngàn nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 16. Mã số 16 thì có vành cổ là 18, sổ đấy là 40 cô chú anh chị. Một cây dáng đứng thập kép, cây này thì có 120 à, 120 bao xếp rất là dễ mua cô chú. Tiếp theo em lên cây tập ghép mã số 17 nữa. Cây này thì có vành cổ là 19, sổ đế của cây này là 50, cây này thì 130 nha cô chú anh chị. Cây này quái hơn cây nãy nè, 130 bao ship cho cây tập ghép luôn, mã số 17. Rồi tiếp theo em lên cây này bự lắm nha cô chú anh chị, bự mà đẹp lắm. Cây mã số 18, cây này gục đầu luôn, cây này chứng dáng bonsai cũng bự luôn. Cây này tính ra là giống như một rễ vậy cô chú. Mã số 18 nó có vành cổ là 39, sổ đế tới 75 nha cô chú anh chị. Cây phôi to lực luôn, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,2 triệu á, 1,2 triệu bao ship nha cô chú anh chị. Cây này là bao đẹp luôn cô chú anh chị ơi, 1,2 triệu bao ship. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 19 nha cô chú anh chị. Mã số 19 thì cây này có vành cổ là 21, sổ đế là 50. Cây này cũng cây tập ghép luôn, em giao lưu là 140 ngàn á, 140 ngàn cây có thằng bay nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã số 20. Mã số 20 thì cây nãy có vành cổ là 22, sổ đế của cây này là 53. Cây này thì em giao lưu là 150 nha cô chú anh chị. Cây này thì nó mọc hơn cây nãy nè, 150 bao ship. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 21. Mã số 21 thì cây nãy có vành cổ cũng to quá à, vành cổ tới 40 nha cô chú. Sổ đế của cây này là 57. Cây này cái lưng nó dài á nè, con này con mập ú luôn. Cây này thì em giao lưu là 650 nha cô chú anh chị, 650 bao ship ạ. Thế em là mã số 22. Mã số 22 thì cây này có vành cổ là 16, sổ đế của cây này là 46. Cây này cây tập ghép 130 ngàn nha cô chú anh chị. Mã số 22 thì 130 bao ship ạ. Tiếp theo em là mã số 23. Mã số 23 thì cây này nó có vành cổ là 36, sổ đế là 58 cô chú anh chị. Cây này một cây phôi đặc lực luôn cô chú anh chị ơi, mà đế nở cô chú anh chị thấy không có khe hở luôn ha. Mã số 23 thì em giao lưu là 700 bao ship cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã số 24, cũng là một cây tập ghép. Cây này dễ mua nè cô chú anh chị, giá cũng ghê ghê à. Cây này thì có vành cổ là 22, sổ đế là 50. Cây này 120 cô chú anh chị. Một cây tập ghép quái nha cô chú anh chị, nào thích quái thì một cây này nè, 120 bao ship cho mã số 24. Tiếp theo em lên mã số 25. Mã số 25 thì một cây cũng to, có vành cổ là 31, sổ đấy là 55. Cây này giống hình con hú ha cô chú anh chị. Cây này thì em giao lưu là 650 á, 650 bao ship con thú con mập. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 25. Mã số 25 thì cây nãy có vành cổ là 37, sổ đế là 57. Cái gì vậy? Mã số 25? 26. Ủa 26 hả? Rồi em ghi lộn mà. Vậy là cây này mã số 26 hả cô chú anh chị? Mã số 26 em đọc lại ha, có vành cổ là 37, sổ đế là 57 nha cô chú anh chị. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu. Cây này một cây phôi to lắm nha cô chú, phôi to lực luôn. Cây này là đế nở, 1 triệu bao ship ở cho mã số 26. Tiếp theo em lên mã số 27. Mã số 27 thì cây này nó có vành cổ là 30. Ủa cây này cây quái nha cô chú anh chị, sổ đế là 63. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 bao ship nha cô chú anh chị. Một cây phôi rất là quái luôn á, 700 bao ship ạ cho mã số 27. Tiếp theo em lên mã số 28. Mã số 28 thì cây này có vành cổ là 21, sổ đế là 50. Cây này thì tập ghép 140 ngàn cô chú. Mã số 28 thì 140 bao ship ạ.
Giúp em là mã số 29. Mã số 29 thì cây nãy có hoành cổ là 26, sổ đế là 55. Cây này cũng dáng hình con hú nha cô chú anh chị, mà cây này cũng đẹp mà. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 560.000, 560 bao ship nha cô chú anh chị. Tiếp em là mã số 30. Cây mã số 30 thì cây này có vành cổ là 23, sổ đế là 50. Cây này cũng cây một rễ nha cô chú. Cây này thì 300.000 ạ. Một rễ, mà cây này rễ già nha cô chú anh chị. 300.000 ạ. Tiếp em lên cây này, cây mã số 31. Mã số 31 thì cây này có vành cổ là 37, sổ đế là 65. Cây này cũng là một cây phôi lực bự nữa nè cô chú. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,2 triệu nha cô chú anh chị. 1,2 triệu bao ship cho một cây phôi rất là lực luôn, cho mã số 31. Tiếp theo em lên mã số 32. Mã số 32 là một cây quái tập ghép nè cô chú, có vành cổ là 22, sổ đế là 45. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 130 bao ship luôn ạ. Tiếp em lên mã số 33. Cây mã số 33 thì cây nãy có vành cổ bự lắm nha cô chú, vành cổ to, vành cổ là 40, sổ đế là 60. Mà cây nãy bị lỗi chỗ này nha cô chú anh chị, mà em thay keo rồi. Cây nãy đang có dấu hiệu của sự sống nha cô chú. Tại tại vì em cho nó ra mầm rồi mình bán cô chú ơi. Cây mã số 33 thì em giao lưu với cô chú anh chị mình giá mềm luôn, do bị lỗi. Em giao lưu là 500 ạ, 500 bao ship nha cô chú. Một rễ. Mấy cây đó là sống khỏe rồi cô chú. Tiếp theo là em lên cây mã số 34. Cây mã số 34 thì cây này có vành cổ là 44, sổ đế là 66. Cây này một cây phôi to nha cô chú anh chị, phôi to lực lắm nè. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 950 ạ, 950 bao ship cho mã số 34. Tiếp theo em lên mã số 35. Cây mã số 35 này cũng to lắm nha cô chú anh chị. Mã số 35 là một cây phôi đặc lực nữa cô chú ơi. Cây này có nhiều cọng rễ đang xen với nhau ha. Mã số 35 thì có vành cổ cực to nữa, vành cổ tới 45. Sổ đế của cây này thì dài nha cô chú. Sổ đế là nó là tới 60 luôn á. Cây này to bự nha cô chú anh chị. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,6 triệu nha cô chú. 1,6 triệu bao ship cho mã số 35. Mấy cây phôi bự là mấy cây toàn là mấy cây lực mà củ đặc không nha cô chú anh chị. Những cái cọng rễ nó xen lại với nhau nên tạo nên một cái khối đặc luôn á. Tiếp theo em lên cây mã số 36 của cô chú anh chị. Cây này thì nó có vành cổ là 28, sổ đế là 60. Cây này thì nó giao lưu là 340.000. Ôi cây này to mà có 340.000 rồi cô chú. Cây này ngoài to nè cô chú. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 37. Mã số 37 thì cây này cũng vành 37 luôn, sổ đế là 60. Cây này cây phôi bự lực luôn rồi cô chú anh chị, mã giá cũng mềm nữa nè. Cây này thêm giao luôn là 600.000 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào thích những cây phôi to bự mà giá mềm thì cây này nè 600 bao ship ạ. Còn cây nữa không? Tiếp theo em lên mã số 38. Mã số 38 thì cây này nó có vành cổ là 20, vành cổ thì cũng tương đối nha cô chú anh chị, sổ đế 50. Nhưng mà được cái củ đẹp. Cây này thì 200 cô chú ơi, 200 chi ăn cho cô chú anh chị mình luôn. 200 bao ship cho mã số là 38. Tiếp theo em lên mã số 39. Mã số 39 thì cây nãy có vành cổ là 23, sổ đế của cây này là 50. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mảnh giá dễ mua vô lắm nè. Cây cua liếp nè cô chú anh chị. Cây này thì 170 bao ship là cây cua liếp. 170 nha cô chú. Là cây mã số 39 là mã số cuối cùng mà em xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và em xin chào ạ. Dạ, em cảm ơn chị Hương. Mến chào bà con. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ nha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại bà con mình những clip kế tiếp ạ.